Vụ bé trai mất tích trước phòng trọ, xót xa phát hiện thi thể cháu bé sau 2 ngày mất tích. Chiều ngày 2 tháng 8, lãnh đạo công an xã Phước Thiền, huyện Nhân Trạch, Đồng Nai xác nhận đã tìm được thi thể cháu DKH, 3 tuổi, ngụ xã Phước Thiền, dưới sông sau 2 ngày mất tích. Theo đó, khoảng 12 giờ 40 phút cùng ngày, một người dân ngồi hóng mát cạnh bờ sông Đồng Môn, ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền, bất ngờ phát hiện thi thể một bé trai dưới sông nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến vớt thi thể cháu bé lên và xác định là cháu H mất tích trước đó. Theo đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phước Thiền, đoạn sông phát hiện thi thể cháu H cách khu trọ nơi cháu sinh sống khoảng 600m. Khi nhận thông tin bé trai mất tích, các đoàn thể địa phương đã hỗ trợ tìm kiếm, động viên gia đình, hy vọng tìm thấy bé nhưng đã không có phép màu xảy ra, vị này nói. Trung tá Phạm Minh Toán, trưởng công an xã Phước Thiền cho biết, hiện thi thể cháu bé đã được vớt lên bờ và bàn giao công an huyện Nhân Trạch khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong. Địa phương sẽ hỗ trợ tạo điều kiện giúp đỡ theo nguyện vọng của gia đình cháu bé, Trung tá Toán nói. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin sáng ngày 31 tháng 7, bé DKH chơi trước khu trọ ở ấp Bến Sắn, xã Phước Thiền. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, người nhà không thấy bé đâu nên đi khắp nơi tìm kiếm, đồng thời báo công an, chính quyền địa phương hỗ trợ. Theo người thân, gia đình bé H từ Bình Thuận vào Đồng Nai thuê trọ, làm việc tự do để sinh sống. Lúc xảy ra sự việc, H ở cùng bà ngoại. Khi bà ngoại ra sau nhà phơi đồ, bé ra trước phòng trọ chơi rồi mất tích. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.